Chào mừng các bạn khán thính giả của kênh Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, cuộc chiến ở Ukraine ngay từ khi bắt đầu được coi là một cuộc chiến không cân sức, bởi nó không đơn thuần là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, mà nó là cuộc đối đầu giữa một bên là Nga và một bên là hơn 40 quốc gia châu Âu, trong đó có 30 quốc gia thuộc khối NATO hùng mạnh. Ai cũng hiểu, nếu như NATO ra mặt thực sự thì rõ ràng Nga dù là một quốc gia có diện tích lớn nhất hành tinh cũng khó mà chống cự lâu dài. Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và NATO, Ukraine đã khiến cho công cuộc kính, đánh nhanh, thắng nhanh của Nga kéo dài đến tháng thứ 6 mà vẫn chưa có hồi kết. Các chuyên gia dự báo, nếu như chiến sự không sớm có hồi kết, thì cùng với hơn 5.000 lệnh cấm vận lớn nhỏ về nền kinh tế, nước Nga sẽ sớm đuối sức trong tương lai gần. Thế nhưng mới đây, có một thông tin khiến giới quan sát quân sự phải nổi da gà, đó là việc Triều Tiên lên tiếng tuyên bố có thể sẽ gửi gần 100.000 quân tới Ukraine để hỗ trợ Nga giành chiến thắng. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Triều Tiên liệu có thực sự nhúng tay vào cuộc chiến này không? Nếu thực sự Triều Tiên can thiệp vào, thì cục diện chiến trường sẽ ra sao? Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, những ngày gần đây, truyền thông Nga ồ ạt đưa tin, Triều Tiên đã đề nghị cung cấp 100.000 quân tình nguyện để hỗ trợ Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như sẵn sàng gửi lực lượng xây dựng tới để giúp Nga tái thiết vùng Donbass. Ngay sau khi thông tin này được phát ra, nó đã khiến dư luận quốc tế rúng động. Lý do có lẽ bởi vì từ trước đến nay, Triều Tiên vẫn được coi là một quốc gia tương đối kín tiếng, nếu không muốn nói là vô cùng bí ẩn. Cùng với việc chịu nhiều lệnh cấm vận, nhiều năm qua, Bắc Hàn đã thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, hạn chế giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước mình. Có chăng thỉnh thoảng, Bắc Hàn lại khiến dư luận xôn xao khi mang tên lửa hạt nhân ra dọa thử. Ấy thế mà, đùng một cái, Triều Tiên lại dính tin đồn sẽ ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, thậm chí là gửi quân trực tiếp sang chiến trường Nga. Nói là một tin bất ngờ cũng chính bởi vì chiến trường Ukraine không phải là nơi có thể đùa. Nó thực sự là một cuộc chiến khá nhạy cảm mà không một quốc gia nào muốn dính líu vào. Bởi thực tế, nó là một cuộc đối đầu giữa những ông lớn trên bàn cờ chính trị và việc các cường quốc chia nhau miếng bánh thị phần ảnh hưởng. Ngay khi cuộc chiến được châm ngòi thì nước lớn nước nhỏ tìm cách bỏ của chạy lấy người để tránh bị ảnh hưởng bởi chiến sự và các lệnh trừng phạt. Thậm chí, có quốc gia còn không dám lên tiếng bày tỏ quan điểm về cuộc chiến này. Ấy thế mà Triều Tiên lại không như vậy. Trên tờ New York Post, chuyên gia quân sự Igor Krochenko đã có những bình luận về sự kiện Triều Tiên định gửi 100.000 quân sang Ukraine giúp Nga. Ông này cho biết, với kinh nghiệm dày dặn của quân đội Triều Tiên, nếu như sang chiến trường Ukraine có thể sẽ tạo ra những khác biệt đáng kể. Ông Krochenko nói, nếu Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí muốn giúp đỡ, Điện Kremlin nên đồng ý để họ tham gia. Ngoài ra, Triều Tiên cũng cho biết họ sẵn sàng cung cấp lực lượng lao động để tham gia công cuộc tái thiết vùng Donbass. Đây là một tin vui cho Nga. Nếu như các bạn chưa biết, thì Hố Xanh Kiến Thức có thể tiết lộ thêm cho các bạn một thông tin rằng đừng nhìn Triều Tiên nhỏ bé mà đánh giá thấp sức mạnh quân đội của họ. Bởi thực tế, ngoài quân đội mạnh, họ chả có gì để dọa thế giới đâu ạ. Bình Nhưỡng hiện đang sở hữu một lực lượng vũ trang có quy mô lớn thứ tư thế giới, với gần 1,3 triệu binh sĩ thường trực cùng với 600.000 quân dự bị. Với số lượng quân đội hùng hậu như vậy, thì việc rót 100.000 quân sang Ukraine cũng chẳng nhăm nhò gì và họ hoàn toàn có khả năng làm được. Vậy vì sao Bình Nhưỡng lại làm điều này? Thưa các bạn, những ngày vừa qua, khi Nga phải chống lại sức ép từ vô vàn lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây, thì cũng là lúc mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên có vẻ xích lại gần nhau và thân thiết hơn. Bình Nhưỡng trở nên quan trọng hơn đối với Nga. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, trong tháng 7, phía Nga đã công bố kế hoạch sử dụng các nhà thầu Triều Tiên để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng bị tổn hại ở Donetsk. Trước đó, Ngoại trưởng Cho Sơn Hui cũng đã gửi thư tới lãnh đạo các vùng ly khai ở Donetsk và Lugan để công nhận sự quản lý của Nga. Vậy trước thông tin tương đối sốc này, Mỹ và phương Tây đã phản ứng ra sao? Ngược lại với suy đoán của nhiều người về việc Mỹ và đồng minh sẽ sừng cổ và chĩa mũi nhọn vào Triều Tiên, thì phương Tây lại phản ứng khá nhẹ nhàng. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu trên truyền thông với tâm thế khá tự tin khi cho rằng
Động thái của Triều Tiên nếu như là thật thì chỉ khẳng định thêm một điều chắc chắn rằng Nga đang chịu tổn thất rất nặng nề trước các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây và rằng sức cầm cự của các chiến binh Nga ở chiến trường Ukraine đang cạn dần và vì thế họ bắt đầu cần đến sự tiếp viện của đồng minh và các quốc gia thân cận để tiếp tục cuộc chiến này. Thực tế thì kể từ khi bắt đầu chiến sự tại Ukraine, nhiều nguồn tin cho biết phía Nga cũng đã nhận được sự hỗ trợ không hề nhỏ của quân đội Syria, một số nước Cộng hòa Châu Phi thân thiện với Nga và Triều Tiên. Tất nhiên, những sự viện trợ này không hề được tung hê dùng beng như cách mà phương Tây ủng hộ Ukraine, mà lại âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ lý do cũng bởi vì các quốc gia thân cận với Nga không muốn trở thành tâm điểm trừng phạt tiếp theo của NATO. Vì vậy, họ vẫn giúp Nga trong bóng tối. Triều Tiên từ trước đến nay không ra mặt, nhưng vẫn được coi là một đồng minh của Điện Kremlin, đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc chơi của bè bạn được. Triều Tiên trước đó đã từng mạnh dạn lên tiếng ủng hộ các hành động của Nga ở Ukraine, và thậm chí là một trong hai quốc gia cùng với Syria công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa Donbass. Điều quan trọng là nếu giả như chuyện 100.000 tình nguyện viên của Triều Tiên sẽ sang hỗ trợ Nga, thì họ là những lực lượng như thế nào và làm những gì? Có nhiều giả định được đưa ra. Nếu như đó là 100.000 binh lính làm nhiệm vụ xung trận và chiến đấu cùng quân đội Nga chống lại Ukraine, thì đây là một câu chuyện khá nghiêm trọng. Nếu như vậy, họ sẽ bị coi là lực lượng lính đánh thuê, và đương nhiên Mỹ và đồng minh sẽ không bao giờ ngồi im để nhìn lực lượng chi viện tinh nhuệ này áp đảo chiến trường, đè bẹp quân đội Ukraine. Nhưng cũng có một giả thuyết khác, đó là 100.000 người này chỉ là những tình nguyện viên sang để giúp Nga khôi phục kinh tế, dọn dẹp chiến trường và phục hồi lại cuộc sống của những người dân tại vùng mà quân đội Nga đã chiếm đóng. Nếu đây thật sự là sự thật, thì nó hết sức có lợi cho người dân Ukraine, vì lực lượng này sẽ trực tiếp giúp người dân vùng trải qua chiến sự, dọn dẹp chiến trường và ổn định cuộc sống. Cũng có thông tin cho rằng, Bình Nhưỡng có thể gửi các đơn vị chiến thuật của mình đến Donbass và đổi lại, nước này sẽ nhận được xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng từ các nước Cộng hòa. Nếu là sự thật, thì đây là một bài toán hết sức có lợi cho Triều Tiên. Trong cơn khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu, Nga hiện đang là quốc gia nắm giữ kho báu năng lượng và lương thực khổng lồ mà không thể lưu hành được vì các lệnh trừng phạt. Nếu như các quốc gia không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, có thể tiếp cận được với kho báu này của Nga bằng cách này hoặc cách khác, thì sẽ vô cùng có lợi cho quốc gia của họ. Thưa các bạn, tất cả những giả thuyết trên cho đến thời điểm hiện tại mới dừng lại ở lời đồn. Bình Nhưỡng cũng chưa đưa ra bất cứ một tuyên bố công khai và chính thức nào về việc cử hoặc chuẩn bị cử đơn vị quân đội hoặc tình nguyện để đưa sang Ukraine giúp Nga. Ở phía còn lại, Nga cũng chưa có bất kỳ một kế hoạch tiếp nhận nào, cũng chưa có thỏa thuận nào. Thế nhưng, có lẽ đây cũng là một thông điệp tốt dành cho nước Nga ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này. Hiện Nga cũng đang cần thêm bất kỳ một sự viện trợ nào để củng cố sức mạnh đối phó với sự viện trợ ồ ạt và không cân sức từ Mỹ và NATO cho Ukraine. Thực tế, chiến trường cho thấy, vào tháng trước, Hạ nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Elisa Slotkin ở Michigan cho biết, lãnh đạo Hoa Kỳ đã được thông báo tóm tắt về tổn thất nhân sự lớn của Nga ở Ukraine. Cụ thể, theo thống kê của Mỹ, đã có tới 75.000 binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trên chiến trường. Đây là một con số thương vong rất lớn, hơn 80% lực lượng trên bộ của Nga đang xa lầy ở chiến trường Ukraine và họ mệt mỏi. Giám đốc CIA William Burns cũng ước tính vào tháng 7 rằng khoảng 15.000 quân Nga đã thiệt mạng và thêm 45.000 người bị thương. Với việc các lực lượng Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ở miền đông và miền nam Ukraine và hơn 50 kho đạn của Nga bị HIMARS do Mỹ cung cấp bị phá hủy trong những tuần gần đây, thì theo các chuyên gia phương Tây, lời đề nghị hỗ trợ từ phía Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ vô cùng có ý nghĩa đối với Nga. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước thông tin một chiều về thương vong của Nga từ truyền thông phương Tây. Trong thời điểm chiến sự, những con số thống kê thương vong từ hai phía đều rất mơ hồ. Quốc gia nào cũng có xu hướng nói quá, nói khống con số thiệt hại của đối phương để áp chế dư luận, giành ưu thế trên truyền thông và khích lệ tướng sĩ của mình. Vì vậy, Nga thiệt hại bao nhiêu, có cần đến 100.000 quân của Triều Tiên hay không, và cần làm gì và lúc nào cần, thì có lẽ chỉ có phía Nga và Triều Tiên mới biết được ngọn ngành.
Các bạn hãy ấn like và theo dõi kênh Hố Sành Kiến Thức để được cập nhật những thông tin mới nhất về thỏa thuận này trong thời gian tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Sành Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Sành Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!